xạo đi. Đúng rồi, muốn kiểm chứng là phải đưa như vậy á, mới là thật là giả. Đó, nó xoay tập trung tinh thần do mình đi theo nó nhẹ nhàng quay thôi. Đâu mình đi theo đó, mình không có dùng sức dần dần không có dùng được mà nó quay không, đó, không sao đó, nó chụp nó chạy đó, không mạnh rồi, ngay rồi bàn để đúng rồi đó, hai hai trời trước giờ để vậy không hồi lúc em đọc lại nhớ trong cái quán gì mà trên chùa này nè, cái quán bên quán ngoài những cái quán đi lên cũng vẫn có. Quán gì đó, trong một cái quán này người ta bán nước hay gì á? Có, ở phía dưới đường mình lên. Không, không cái nhà của ổng hay sao á? Bây giờ còn không ạ? Có luôn, có ngang cái đền của thằng lên. Có đó. Kêu nó dừng lại, nó dừng lại, ý chí mình. Rồi kêu nó qua chiều ngược lại theo cái chiều tập trung tinh thần kia. Những cái công đăng đi. Ngọc xoay rồi. Nãy con cũng xoay đó. Nhớ hỏi mấy tháng nữa lên lại gì? Cho lên chùa lên bước. Cuối năm lên lại gì? Ai cũng gì thì cứ tập trung lại. Ủa chứ không phải mình để gì không? Không có để ai lên. Đâu phải.